Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì bên cả Huyền Audio lại tiếp tục lên cho toàn thể các bác, đó là cái mẫu loa combo của loa sự kiện các bác nhá. Thì trước mặt anh em đây thì anh em cũng nhìn thấy rồi, bên cả hàng bên em luôn luôn bán các cái mặt hàng cao cấp, đó là cái dòng sản phẩm của loa bát JBL mã là 2265HPL và một cặp loa chép kèn. Hiện tại là ngày hôm nay thì em sẽ không sử dụng là cái mẫu chép kèn leo, và em sẽ sử dụng đó là một cái mẫu loa chép kèn của RCS và đây là mẫu loa chép kèn đít nhôm 850, mẫu loa chép kèn đít nhôm 850 các bác nhá. Thì mẫu này của nó là côn dây dẹp các bác nhá, côn dây dẹp rất là xịn xò luôn này. Nếu anh em nhìn các cái họng kèn rất là to, và dành cho những anh em nào lắp các cái dòng sản phẩm loa to từ 725 trở lên các bác nhá. Các cái mẫu kèn loa bát 40 rất là chất lượng luôn này, côn dây dẹp, tiếng con này thì cực kỳ là hay. Và ngày hôm nay thì đi kèm theo đó là một bộ phân tần hai đường tiếng, các bác nhìn thôi, phân tần nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó chất lượng lắm các bác, nghe tiếng cực hay. Bây giờ em sẽ thử cho thằng này các bác nghe, và sau nữa thì em sẽ giới thiệu về chi tiết của cặp loa các bác nhá, để em sẽ thử cho anh em về cái tiếng micro để cho toàn thể anh em cùng nắm bắt được các bác nhá. 1 2 rất là căng đúng không ạ? Đấy, tiếng rất hay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì em lực bọt hành. Đấy, tiếng rất là hay các bác nhá. Để em sẽ thử nhạc cho anh em nghe. Đó, thì hiện tại thì với cặp loa bát JBL mã là 2265HPL về công suất khởi chạy là 800W và công suất đỉnh điểm lên tới khoảng tầm 1600 các bác nhá. Loa này loa leo 2 tầng côn. Đây nó còn gọi là loa bát neo lón 2 tầng côn anh em nhá. Đó. Thì với giá ngày hôm nay thì bên cả hàng bên em đang bán cho anh em với cái giá là chỉ có 4.600.000 một cặp thôi các bác nhá. 4.600.000 một cặp. Đó. Còn cái loa chép của RCF này thì hiện tại là đang bán giá là 1.350.000 các bác nhá. Đây em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe đọc về cái tiếng chép chạy qua phân tần anh em nhá. Tiếng rất hay. Đấy, anh em nghe tiếng chép này. Đây là cái cặp chép rất là hay, và bên cả bên em bán khá nhiều với các cái mặt hàng như thế này rồi. Thì ngày hôm nay thì bên cả bên em có giới thiệu cho toàn thể các bác, đó là cái mẫu của loa loa bát của JBL mã 2265HPL và mẫu chép của RCF và một cặp phân tần. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Audio nhá. Và bây giờ thì em sẽ thử cho toàn thể các bác, đó là một mẫu loa bát nữa là loa bát 30 của JBL anh em nhé. Các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em một like nhé. Đây, và em sẽ lên cho anh em đó một cặp loa bát cũng là bát leo lón 2 tầng côn. Đấy, thì mẫu này thì nó là 2262H, nhưng mà hiện tại là em đang bị mất cái tem, các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn này, loa rất là chất lượng này. Đấy, anh em nhìn rốn này, côn của con này là côn 76, cũng là xương của nó là ga xương nhôm, xương nhôm đúc các bác nhá, xương nhôm đúc làm ra được một cái loa như thế này thì bên nước ngoài họ cũng phải nghĩ ra đó là một cái cặp sản phẩm nó rất là chất lượng. Con này thì màng giấy gân vải offer lồi, offer rất là to các bác nhá, nhìn offer rất là to này. Anh em có thể quan sát thấy đó, về công suất khởi chạy của chiếc loa này nó cho chúng ta là 450W và công suất đỉnh lên tới 1000, độ nhạy sensitivity là 97 dB, giải tần phép quy đam cho chúng ta đó là từ 40Hz cho đến 3,5kHz. Đó là cái mẫu loa chép hình neo lón của JBL các bác nhá.
Đấy, thì về cái phần mẫu của loa này thì em đang bán với giá là 3.250.000 các bác nhá, 3.250.000 với một cặp loa bát của JBL mã là 2262HPL. Và bây giờ thì em sẽ thử cho toàn này các bác nghe về cái tiếng chất âm của cặp loa này nhá các bác nhá. Đây em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe. Tiếng cặp này thì nói chung là nếu để nói về chất lượng thì nó cực kỳ là hay luôn. À, em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe về cái tiếng micro các bác nhá. Đây em sẽ thử tiếng micro. Vừa rồi thì em chưa ngửa cục chép lên. Chưa ngửa cục chép lên. 1 2. Mỗi năm đến hẹn nồng man man buồn, 90 ngày qua chứa chan tình ta. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, mỗi lần dìu nhau đến hẹn ta từ là hết người ơi. 1 2 6 7 9 10 hẹn. Đó là những các cái dòng sản phẩm cặp loa bát nó rất là chất lượng cho tất cả các bác. Và bây giờ em sẽ thử nhạc cho anh em nhá. Cái dòng sản phẩm của loa bát JBL hình neo lón rất là chất lượng cho tất cả các bác nhá. Thì giá 3.250.000 thì bên cả hàng bên em cũng đã bao gồm cho anh em đó là cái phí vận chuyển rồi. Các bác có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Audio. Và bây giờ thì em sẽ lên cho anh em một cặp loa bát cao cấp nữa cho tất cả các bác cùng xem nhá các bác nhá. Anh em đi qua thì ấn chân xin một like nhá. Đây em sẽ lên cho toàn thể bác đó là một cặp loa bát neo hình nó loa bát neo xương kép bẻ đôi. Cặp này thì cũng cho anh em làm sự kiện thôi. Nói chung là các cái mẫu loa bát neo 30-40 bên cửa hàng bên em đang bán với giá rất là yêu thương. Nếu mà anh em mà cảm nhận về cái dòng sản phẩm của loa bát neo, đây là bát neo màu đen các bác nhá, đây gọi là bát neo đen. Con này thì từ tính nâm châm, từ tính của từ leo thì nó rất là cao. Đấy, con này là có 6 lỗ tản nhiệt này, 6 lỗ tản nhiệt và xương của con này nó là xương kép bẻ đôi, côn 76, côn 76 nhận màu vàng, ốp phơ lồi màng bóng, cân vải tẩm dầu, màng chống nước các bác nhá. Đấy, thì cặp loa bát neo này về công suất khởi chạy cho chúng ta đó là 650W và công suất đỉnh điểm lên tới 1000. Và độ nhạy sensitivity của các cái dòng sản phẩm cặp loa bát neo thì của nó là 96 decibel, 96 decibel các bác nhá. Thì dòng sản phẩm này giải tần đáp ứng cho chúng ta, giải tần phép quy đam cho chúng ta từ 40Hz cho đến 3.5kHz, đó là một cái giải tần đáp ứng rất là sâu. Vì hiện tại là không phải để cho anh em phải chờ đợi lâu nữa thì em sẽ test thử cho anh em nghe về cái cặp loa bát leo đen này. Tiếng cực kỳ là hay luôn. Để em sẽ thử cho anh em nghe nhá. Thử tiếng micro trước đi. Đúng không ạ? Tiếng micro 1 2 1 2 4 5. Em ơi tháng bay bướm áo qua cầu thước chân dài ngân hà chút hối ngô yêu năm sau một năm dài. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khóc thật vì ai gieo cánh đắng cay. Bây giờ anh phải sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tôi. Mà nỗi đi về không có ngày mai vì người đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Để các bạn nghe tiếng mình cực hay luôn. Phải nói nó là vừa hay vừa nhẹ, vừa sang tiếng, lớn, 1, 2. Các bạn nhớ, thì với giá là 2.600.000 thôi, thử cho anh em nghe nhạc này. 2.600.000 các bạn nhớ.
vừa rồi thì cũng đã nghe cặp loa bát neo đen giá bán cho anh em là chỉ có 2.650.000 các bác nhá, 2.650.000 là các bác cũng đã chốt cặp loa bát neo rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng đã lên cho anh em với những các cái mặt hàng của loa bát neo rất là chất lượng, ba mẫu loa bên cả bên em lên. Anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Audio để sở hữu những các cái cặp loa bát sản phẩm ở bên cửa hàng bên em bán. Kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.